Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình đi. Em xin gửi lời hỏi thăm anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp, cùng quý vị khán giả ở trên khán đài, cùng với cô bé ở bên kia lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất. Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chào chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh, anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc em cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. À, đẹp khi quá. Mà anh thần tượng quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Rồi, bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow. Anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em đang từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ, em vô hôm qua. Quay chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ, cũng cực và vất vả quá ha. Nãy bạn trai giới thiệu gì, bà con của Trử Đồng Tử hả? Em là con cháu của Trử Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc lại họ. Em là Trử Văn Sơn. Trử Văn Sơn à. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi? Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Sao không kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em làm được những cái điều đấy. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng cái cằn nhằn cổ nha. Em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận vì lời nói đó. Nói là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi hỏi tiếp em xíu là rút đi làm về thôi thì cái đó là chỉ là em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Bây giờ đó giờ chó ngủ hả? Dạ. Giờ tôi mới biết giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà có nhiều khi thì em cố gắng, em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm. Còn mà ít thì em gần nhà em coi, em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin làm bộ xin nhà có chuyện về là leo giường ngủ. Ngủ một chút qua làm tiếp. Em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Thì nào con chó nó dậy là em dậy. Dạ đúng rồi. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Chị ơi cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thôi chứ em không nuôi gì? Em nuôi càng nhiều chó con ngủ càng nhiều, mấy chó ngủ khổ ngủ. Đã tốt nhất đừng có nuôi chó là đã khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết là giờ đó là sao rồi. À, thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ à? Dạ, đâu cần phải nuôi đâu mà biết. À, đâu cần phải nuôi. Rồi, bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sang phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. À. Em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá. Quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em?
Chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Mà quen lâu vậy, lý do tại sao chia tay? Do bạn trai là lăng nhăng đó chị. À, lại là cái điều đó là em không chấp nhận được. Không trung thủy ha. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là trung thủy ha. Bạn trai yên tâm ha. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tới ai luôn. Em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái. Mặc dù biết là người ta xinh nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ làm gì. Trời ơi, sĩ diện quá hả. Coi như bạn mình thế này ta không nhìn cũng em vậy mà anh còn nha. Nhìn mà đừng có chi cô nào không nhìn đúng không. Không cũng vậy cũng tốt nha. Ừ, chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. Có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào. Ồ, anh xinh quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 cho lên. Có luôn. Anh 1m1 bẻ đôi không gãy được không em? Khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi này hơi bị thấp. Dạ, mặt gì? Đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được rồi. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi hơi. Không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Người đừng có gầy quá. Mặt tao thì gầy, người cũng đừng có gầy. Sao anh lên? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi. Rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi ha. Trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Dạ. Thôi, chụp tấm bữa gửi qua liền nha. Em có email không gửi qua liền ha. Có làm rồi, bên nhà gái không ha, ha, nhìn tập đẹp vậy đó. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. À. Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lụm banh ý à. Thủ môn. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó, chụp dạ. 10 trận là vô đủ 10 trận cho em. Đâu em chụp 10 trận vô được nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đằng gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương. Em cảm ơn anh. Mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải dạ. Hiện tại mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, cái xù ra mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi em thích mập á chị ạ. Nhưng mà bây giờ á mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi xấu quá, trời ơi cái gì vậy, trời ơi. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. À bí quyết gì chị đẹp vậy? À chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi, cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta. Mày quá em xấu. Mày quá em xấu. Mày quá em xấu mà sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh vì lên đến chụp hình vụ gì rồi. Sao vậy chị? À khó nói em ơi, khó nói nên lời. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm phải không? Em đi. Là em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà đấy, con trai thích em. Chị kỳ vậy trời. Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp. Không, vì quan điểm của em không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Tại sao em phải đi nhìn họ với họ không phải nhìn mình? Thì quay đây quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hả? Không ai nhìn ai. À vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là chung thủy, thật thà,
và cá tính một chút. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi nhiều, hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do? Dạ, do em đá banh là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải ra không? Banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh nó bên đây mà em chụp nó chà cái cà xuống dưới không? Dạ đúng rồi. Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê với cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi không, sao chị rồi. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Rất là không biết nữa, không biết là đẹp hay không, nhưng mà nói chung là đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Rồi. Với gì? Em chào anh Vương Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau, cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì rất là sống rất là tình cảm, chung là cũng hơi lười chút thôi. Từ sâu với mối tình đó thì rất là khó là kén chọn. Còn về bạn trai bên này thì anh thì em thấy thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng ngoại hình như vậy. Về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định. Thì em nhận xét như thế. Tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em và ba người phụ huynh là ba người anh đã giúp đỡ. Và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay. Rồi, cho gặp bố nuôi đi ha. Thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường. Dạ. Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay. Qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ. Thế còn dạ. Tùy hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm. Sơn thì người con trai thì quá thẳng thắn và hiền, nhút nhát. Còn cô bé thì có cái cá tính rất là tốt thì hai bên nó hỗ trợ. Thì bố thấy về sau tương lai của các con là được. Vì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ. Bố thấy là được đấy con ạ. Dạ, con cảm ơn bố. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ đó là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Nhưng mà theo anh, trước khi mở rào mình làm láng hết chỗ này luôn được không? Chừa hai bên đây thôi. Mình làm giống như mình làm... Mình... Làm bên nhà gái em hoang mang rồi nha. Chớp đây nè. Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha. Được, ok anh. Nha. Ok. Thấy chưa, làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn. Dạ, vâng. Kéo rèm nha. Mở rào. Chuẩn bị để xem anh chàng này thế nào nhá. Chào em, anh có một món quà tặng em là cây xương rồng. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào, cây xương rồng này nó vẫn sống mãi, nó vẫn trường tồn như tình cảm của anh sẽ dành cho em. Dạ, cảm ơn. Món quà thứ hai đó là một chiếc đồng hồ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào. Cao dữ ha, thủ môn cao ghê ha. Ok. Rồi em cảm ơn. Em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách. Quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em. Thì em mong là nếu mà chúng ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món trong quyển sách này. Ok, anh muốn ôm em được không? Vậy mà không nói đi được gặp gái không nhỉ? Rồi bây giờ sao? Bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau thế nào? Cho em nói trước. Anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được. Tại sao cũng được? Mặt anh hơi ốm quá. Có... Em lại muốn người mặt tròn kia là không phải, em là anh nghĩ lắm là rồi. Anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân, nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn. Ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà, em lo gì. Em góp ý luôn đi để em thay đổi luôn. Muốn gì đó anh nhìn em góp ý luôn đi. Dạ, lọn tóc của anh có thay đổi được không vậy? Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ vì em để thay đổi. Anh sẽ vì em để thay đổi. Thôi kệ đi em, vậy cho vui em cạo luôn hay là em cạo luôn hay là hớt giống như cái bóng. Anh góp ý luôn đi. Dạ, nếu mà cạo thì cạo luôn, còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có. Anh có một quan điểm, không phải anh có một quan điểm ấy. Sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người ở bên trong. Khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này, nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy. Anh yếu đuối lắm, dễ vỡ lắm em ơi.
Em nhìn cây xương rồng không? Dạ. Anh sẽ là sự gai góc đó và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. À, bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè. Bây giờ là yêu xa. Anh có ngại yêu xa không? Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần. Quan trọng là tình yêu của anh dành cho em nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không. Em thấy anh là người như thế nào về tính cách, về con người, về mọi thứ? Dạ thì em thấy anh nhìn thì cũng chững chạc, không biết nghĩ với người khác. Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng, anh thích trung tình, thì em nghĩ anh cũng là một người trung tình, thì cái đó em rất là thích. Ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại nuôi ở ngoài đấy. Em ở Ninh Hòa thì em ở nông em thôn, ở chỗ nào? Phải thị xã, em ở xã. Anh không quan trọng về điều đấy. Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Em muốn anh gặp em như thế nào? Thì lúc nào rảnh, thì có thời gian thì gặp nhau thôi. Anh thì không theo một cái lập trình nào hết. Có thể là ngày hôm nay thích, ngày mai anh sẽ bay ra với em luôn. Cuối tuần em nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật. Nếu mà em thích, trong lòng em muốn thì em sẽ bay vô thôi, không có gì hết á. Ngày kia em còn ở đây không? Ngày Chủ Nhật. Dạ, Chủ Nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết. Thì trong ngày thứ Bảy em sắp xếp em về đó. Tại sao không phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì hôm đó là ngày sinh nhật của em. Nếu vậy thì em sẽ bay đồng kia tổ chức sinh nhật chứ. Đi xuống Phan Thiết luôn. Nếu được thì anh đi cùng em về Phan Thiết ăn đám hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn. Nhưng mà nãy anh nghe có chi tiết rất hay. Bà ngoại nuôi. Dạ. Ở đâu? Ở Khánh Hòa. Tức là gần Ninh Hòa gần... Không, ở trong thành phố, trong ở Ninh Hòa phố, ngoài thôn. À. Dạ. Có em gái nuôi ở Ninh Hòa không? Dạ không. Nhiều người nuôi quá. Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện thuận dạ. lợi đúng không? Dạ. Đó, em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để em biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin, rồi hai đứa bọn em sẽ đến với em sẽ tự đi. Ừ, tự và... đi. Chứ không... Thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng. Hỏi bạn gái coi bạn có chịu. Em có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chứ người phù hợp lên. Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được? Văn hóa của bọn anh rất là Tây. Và bọn anh cũng rất là thoáng. Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy. Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em. Thì anh sẽ nói rất rất thích. Và anh nói sự thật điều đó. Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh. Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó để anh khắc phục đó. Yeah. Okay. Bây giờ đặt một vấn đề ra, nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa, chúng ta sẽ ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế? Em nghĩ là em thích cuộc sống trong Sài Gòn vì nó cho em sự tự do thoải mái. Em nghĩ sao về điều đấy? Em thì em thích xa nhà. Ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa, đi lập nghiệp ở Nha Trang rồi đi về. Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa, nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em. Anh nghĩ là em sẽ về đội của anh. Anh sẽ đưa em thành ngôi sao. Những gì anh nói ra, anh sẽ làm được. Anh đủ điều kiện để lo cho em. Được, đó. Nếu nói thẳng như thế là được ha. Bây giờ anh thấy em... Cái banh nè, chốt cái banh nè. Em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi. Để thuyết phục cô ấy trước cái đã. Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó. Ừ. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha. Nào. Ở đó được rồi á. Bắt đầu. Khó à. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây không có nhiều để cho em làm nha. Nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha. Đây là một nửa yêu thương của mình có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không? Để giao phó cả cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái. Cho em xin nói một câu. Nói đi em. Có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt, đó là mẹ anh và em. Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em. Chúng ta đến đây và đó là cái duyên, nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng. Ba tiếng đếm bắt đầu. Một,
2 3 Hết thời gian. Nhấn nút chứ không phải là đập cái nút. Nhấn. Đó. Em gái có bấm nút không? Dạ. Không bấm. Mà em. Nào. Thực sự anh rất muốn em gái bấm nút. Bởi đây là một chàng trai rất là chân thành. Anh đã nói đến mức như thế. Anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai. Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút, là không phải là em không thích ảnh, mà em còn một chút gì đó suy nghĩ nên là em không bấm. Thôi cái đó là quyền của em. Chúng tôi đã cố gắng để kết nối hai trái tim lại với nhau, nhưng vẫn còn một chút băn khoăn nào đó. Chị cũng hơi bất ngờ là em không bấm á, chị rất tiếc. Nhưng mà có thể để hiểu với phụ nữ là có thể em quyết liệt quá, mà thời gian thì còn ngắn quá, cô ấy chưa kịp cảm nhận, cô cần thời gian hơn. Biết đâu bây giờ không bấm nhưng sau này các bạn sẽ tìm hiểu rồi làm bạn với nhau sau cái sân khấu này. Nếu có dịp anh về quê em thì em vẫn đưa anh đi hết ăn. Đây quà của em, cứ cầm. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Em chào chị nhá. Chào em, chào anh, chào em. Chào các em, đúng không? Ok. Bây giờ thì chị thoải mái, tự tin giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình để cho bên chương trình nắm bắt được nhá. Em cảm ơn chị. Chào anh. Chúng ta tí nhỉ. Không lẫn em. À, chị giới thiệu đi ạ. À? Chị hả? Chị tên Trần Kim Dung. Chị sinh 1970. Ngày 8 tháng 3 1970. Dạ. Bây giờ công việc của chị là gì? Công việc của chị làm tiệm. Sao em? Tại thành phố Hà Tiên á, thành phố Hà Tiên. Là từ nhỏ là mình sinh sống tại Hà Tiên luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Tại Hà Tiên. Không, chị Dung thì có điểm mạnh, điểm yếu gì chị Dung nhỏ? Chị hả? Điểm mạnh chị là nó ăn được mấy xét thì ngon, sạch. Rồi ngon không chưa đủ phải sạch nữa em. Rồi xong rồi nói chung là chị các món tâm sáng gì đều chị đều thực hiện nấu ăn được hết. Và nấu có thể nấu bán luôn. Các món chè, các món giống như là bánh là chị có thể làm được hết, ok em. Còn điểm yếu của chị là chị sợ động vật, chó mèo á, người cái côn trùng, các loại côn trùng á, chị gặp là chị không chịu được, chị sợ, chị rất là sợ. Thú cưng mà là chị cũng sợ à chị? Chị cũng sợ à, chị từng bị giống như về cái câu chuyện tình cảm như nào chị? Mình là trước đây mấy năm rồi mà mình mới đó là người Tây luôn là ở Pháp, rồi người gì của chị á, bên đó giới thiệu về cho chị, định giới thiệu cho chị các bạn đi nước ngoài á, nhưng mà do bất đồng ngôn ngữ á, chị không có nói qua nói lại, không có hiểu á, rồi xong rồi kết cục chị định chia tay. À. Ok. Đó, từ trước giờ là mình chưa có lập gia đình. Chưa từng lập gia đình. Chị độc thân. Nói chung từ cuối tới giờ chị sẽ độc thân, chị sẽ trải nghiệm cuộc sống độc thân. Bây giờ đến lúc chị chán cuộc sống độc thân là chị muốn trải nghiệm cuộc sống mái ấm gia đình, có cuộc sống gia đình. Ok em. Dạ. Vâng. Nhưng mà 17, cách đây 17, 18 năm là có một mối tình. Thì mình đã từng có, mình có tìm hiểu nhiều không? Tại môi trường làm việc của chị cũng có nhiều mà. Cũng có nhiều đối tượng không? Tại sao vậy? Chị bên tóc. Chị tóc thì chị mới làm đây, trước đây chị làm nghề tự do, buôn bán tự do nhiều. Chị thì nói chung là mà tình cảm thì nói chung là chị cũng có, thì chị có trải nghiệm độc thân. Đó, cho nên tình cảm chị tạo mối quan hệ cho bên bạn, cho người ngoài thì chị nghiêm túc, chị không tự nhìn mình. Chứ tụi mình là có gia đình nghiêm túc, cho nên là chị không có, là chị thích độc thân, cho nên là chị cũng không có
chị không có gắn kết thì mình có người dẫn cho bất kỳ ai làm cho người ta khổ và bản thân mình cũng khổ theo, nó vậy. Vậy á em. À, là khi mà làm việc là chị khá là nghiêm túc, thế nên là người ta cũng ngại. Lúc này tao bảo mình như vậy, lúc này lúc còn trẻ thì cũng có bà, nói chung là cũng đi đâu cũng có bạn bè tấn công, cũng làm quen cũng lợi ý, nhưng mà mình thì đó tính gì mình không thích đó, mình quá nghiêm túc cho nên là làm cho người ta tưởng luôn là mình đã có gia đình. Mẹ chắc là chị cũng kỹ tính á, chị kỹ dạ? tính, chị chọn hồi đấy chị trẻ quá chị chọn đấy còn gì á. Dạ thì nói chung là cũng không có chọn mà là tính chọn cái sự nghiệp trước, tức là cuộc sống mình ổn định trước rồi mình mới lập gia đình sau, nó cũng không muộn đó. Dạ chứ không có quan trọng là cái sự nghiệp của tương lai trước. Dạ vâng. Dạ thế mà đến cái tầm tuổi này rồi thì cũng vẫn có nhiều người tìm hiểu không ạ? Dạ không, bây giờ thì nói chung là mình thì mình thích thì cũng vẫn có, nhưng mà mình thật tại mình không thích, tại mình thích đi đến chương trình, nhờ bên chương trình của cả nhà bên các bạn đó giới thiệu cho mình. Mình thích chương trình, mình thích đến chương trình giới thiệu như là rõ ràng hơn, rồi nó như là nó an tâm hơn vậy đó. Tại vì tương lai của mình nó rất là quan trọng chứ không phải, cho nên là để mà quen bạn mà tin tin ở bên ngoài á thì mình không có đặt niềm tin, cho nên chính vì vậy đó mà mình ở vậy, chứ mình không có thể đặt, mình không có dám đặt tự tin, không có như là mình không có, mình sợ á, mình sợ nhưng là mình không có hiểu nhau á, nó khó. Dạ bây giờ là chị nói cho em cái hình mẫu có người đẹp lâu mà bây giờ chị đang muốn hướng tới đi. Mình tham vọng người của mình thì cũng bình thường thôi, mình mong là tìm được cái anh ấy trong tương lai là cũng như là tuổi thì khoảng mình 50 mấy rồi, từ 52 rồi, tuổi khoảng từ 55 tới 65 trở lại, rồi chiều cao thì cũng xa cũng 65 đổ lại, rồi không cân nặng thì cũng 65 đổ lại, chứ cân nặng quá mà hơn chị đâm nặng bé quá mình sợ, rồi với lại mình không thích lại là có cái gương mặt giống như mắt to thì mũi cao vậy thôi, chứ là dễ nhìn xíu được rồi, cũng không cần đẹp lắm, rồi nói chung là có nhà có cửa ổn định, rồi để tại vì nói chung là cuộc sống ở trong nhà cửa ổn định thì nó mới ổn định cuộc sống, lập gia đình nó mới mình mới thấy an tâm hơn. Rồi dạ anh ấy làm còn lương hoặc là có kinh doanh gì đó thu nhập rõ ràng. Dạ vậy được rồi, cái mong muốn của mình là bạn đó, anh trai là không hút thuốc, không rượu bia, không đầu hói, không tự. Dạ vậy, dạ, dạ vậy thôi. Dạ. Rồi ok. Mà còn địa điểm của anh ấy thì chị có dạ. bắt buộc là dạ, anh phải dạ. sống ở Hà Tiên không? Dạ nếu mà được ở Hà Tiên thì càng tốt. Dạ tại vì con mình cũng mình hoặc là một thành phố Hà Tiên, cùng là thành phố Hà Tiên với mình, hoặc là hai làm cũng có gì để nhà, tại vì mình cũng có người nhà Hà Tiên đông á, các anh em đông rồi muốn có gia đình nó Hà Tiên lặng, giống như có bệnh tật chuyển nhau ăn uống gì có nhà nó vui vẻ, nó ý nghĩa thì cuộc sống bây giờ thì nói chung là sống mai chút mai nó có quan trọng gì nhiều á, mình chỉ là ví dụ như xa xa lắm thì lân cận như phố hoặc thành phố Hồ Chí Minh là đủ rồi, thì xa nữa là mình sợ. Dạ ok em cảm ơn chị, ngày hôm nay bọn em gọi điện đến để mà trao đổi những cái thông tin cơ bản của chị trước, nếu mà cái hồ sơ của chị thì dạ. Bọn sẽ có một biên tập làm việc chính với chị. Bạn ấy dạ, sẽ hỏi dạ. kỹ hơn về dạ, cảm ơn các bạn cả nhà, mình biết ơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn chị. Em đứng vào chương trình rất là nhiều, mình xin chào các bạn, xin chào chương trình. Tôi mời em giới thiệu bản thân nha, họ tên, công việc, quê quán.
Dạ, em tên là Phạm Thị Mỹ Duyên, hiện là em giáo viên mầm non của quận 5 trường Quảng Mi 1. Em năm nay là 36 tuổi. Em thì quê ở Tiền Giang và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Của mình, Tiền Giang huyện nào em? Dạ, huyện Mỹ Phước. Ủa, có huyện Mỹ Phước hả? Dạ, dạ 8 Mỹ Phước. Sợ không chưa? Đúng rồi bà ơi. Xã Mỹ Phước quận gì vậy? Tôi nghe tôi nói, ủa tôi ở Tiền Giang mà tôi nghe tôi không biết vậy trời. Em là không. Dạ. Rồi. Là bà ở huyện nào? Mỹ Phước huyện gì? Dạ huyện Trân Thành. Ừ, nói sai cái huyện nữa là tôi nghỉ chơi luôn á. Dạ. Trời ơi, rồi lên Sài Gòn lâu chưa mà quên luôn cả cái huyện luôn vậy? Tại vì em lên hồi từ nhỏ rồi chị. À, là gia đình sao ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ đúng rồi. Bây giờ quê đó là ba mẹ. Dạ. À, rồi 36 tuổi hả? Dạ. Trẻ dữ ha. Có lập gia đình lần nào chưa? Dạ em hiện tại là có một bé gái 11 tuổi. Dạ ly hôn 8 năm và ly hôn được 2 năm. À ly hôn 2 năm. Mà ly thân dạ. Sao tới 6 năm dữ vậy? Thì lúc đó là hai vợ chồng em chỉ dựng nhà em thôi á. Xong rồi các em về nhà của mẹ ruột em ở 6 năm luôn. Rồi 2 năm là làm giấy á, để mà ly hôn. Tại vì tụi em không có hàng gắn này được nữa chị. Nên quyết định luôn. Ủa rồi sao mà cuối cùng 6 năm mà không có hàng gắn được luôn hả? Có hàng gắn không hay là ly thân mà chỉ mạnh ai nấy sống? Chạy như là trong quá trình 6 năm đó thì tụi em cũng có nói chuyện là ví dụ như giờ cái khuyết điểm của anh như vậy thì anh có thể bỏ được không, ảnh không có bỏ được. Nên em cảm thấy là ảnh không có gì em để bỏ được cái tật sống vậy á. Nên thôi tụi em chia tay luôn. Rồi ra tòa thì đơn phương hay chị chứ ảnh cũng không ký tên. Rồi ok, em chia sẻ một chút điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Dạ. Dạ em á thì nói chung thì hoạt bát vui vẻ, với lại em rất là năng động trong công việc. Rồi còn cái điểm yếu của em á là hay dễ xúc động, với lại đứng trước đám đông thì em hơi rụt rè chút xíu. Mặc dù là yếu gì mầm non. Rồi mình chia sẻ thêm về cái sở thích hay là lý do sao mình tham gia chương trình vậy ạ? Dạ. Dạ, sở thích của em á thì thích đi du lịch, thích đi cà phê bạn bè với cuối tuần thôi. Còn em đến với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này á là để tìm cho mình đó một cái người mà thích hợp với em, có thể là cùng chung sở thích với em. Rồi nếu như mà hợp với nhau thì sẽ cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống với chị. Rồi ok, bây giờ em muốn tìm một hình mẫu như thế nào ha? Mô tả kỹ ngoại hình, công việc, rồi trường hợp anh nó ly hôn thì được hay không? Mình chia sẻ hết nha. Ừ, về cái hình mẫu mong muốn, rồi công việc, anh đó quê quán luôn. Dạ, ví dụ như mà chương trình có cho em á thì em sẽ chọn với anh mà không có cần phải là có điều kiện cũng được, miễn sao là biết chăm lo cho gia đình với lại biết quan tâm, rồi ảnh có lòng trung thủy và có công việc ổn định là được rồi chị. Không có cần phải cao sang cái gì cũng được. Còn về ngoại hình thì chắc là cũng không sao đâu, tại vì nói chung thì ngoại hình đối với em cũng không quan trọng, quan trọng là tính tình thôi. Rồi ok bạn, chúng ta có hỏi gì hỏi nha. Chị Công rồi đó. Rồi được rồi ha, nếu mà được chọn thì bên chương trình sẽ liên lạc lại nha Duyên nha. Rồi mình sẽ trao đổi nhiều hơn, biên tập nói chuyện nhiều hơn với bạn ha. Rồi phần casting của bạn xong nha, bạn kết thúc cuộc gọi giùm mình ha. Rồi cảm ơn Duyên rất nhiều. Dạ cảm ơn chương trình ạ. Như ông họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại là mình tên là Trần Ngọc Kim Ngân, sinh năm 1997. Mình công việc hiện tại của mình là kế toán. Kế toán ở công ty đầu tư, còn mình ở trọ với bạn ở quận 3. Bạn đang ở đâu nha?
Rồi Ngân có những cái sở trường sở đoản gì không Ngân? Sở trường hả? Ừ. Sở trường thì mình có khả năng tư duy logic, quản lý tài chính cá nhân tốt. Rồi nói chung là tính toán nhạy. Nó có một các cái kiểu biết đầu tư, biết quản lý tài chính và đầu tư. Đầu tư chứng khoán. Còn điểm yếu thì hơi đỏ. Hay quên cũng hơi đỏ. Biết nấu ăn những món cơ bản thôi. Thì mình cũng nhận thứ nội giao tiếp của mình là bị kém, thiếu khả năng phản biện, cũng bị người ta dễ bị giấc mũi, người ta nói gì nhìn nấy á, là kiểu dễ tin người ạ, là kiểu là dễ tin người đúng không? Là kiểu dễ tin người hả? Cái gì? Cái gì? Là kiểu dễ tin người đúng không? Đúng rồi. Nên hay bị rắc mũi. Đúng rồi, dễ tin người. Không, vậy thì chia sẻ một chút về tình trường đi. Trước giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Mình tìm hiểu 2-3 người gì đó. Nói chung là hình như cũng chưa gọi là yêu. Chỉ tìm hiểu. Thế là chưa có một mối tình nào? Có nguyên nhưng mà kiểu là không yêu lắm á. Phải là quen nhưng thời gian lâu nhất là bao nhiêu lâu cho một mối tình? 1 năm hồi học sinh cơ. 1 năm? Ừ. 1 năm mà vẫn chưa yêu lắm. Thì lúc đó nhỏ mà nghĩ là cũng không phải là yêu. À ok. Đó thì nhưng mà là tại sao, lý do tại sao mà ngày hôm nay bạn này đăng ký tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, động lực ở đâu? Mình nói chung là mình bây giờ thì trước đó thì mình kiểu cảm giác thì không cần một người bạn trai ở bên cạnh. Nói chung là bây giờ mình sẵn sàng cho đi tình yêu. Mình muốn tìm người tâm hành để chia sẻ cùng nhau tiếp. Chứ dạ. Cũng thấy cái cô đơn. Về cái hình mẫu bạn trai mà Ngân hướng tới á, như thế nào? Thì ưa nhìn có nụ cười tươi, cao, chân thể thao. Chứ thể thao không hút thuốc. Mỗi người nói ít làm nhiều, biết quan tâm mọi người xung quanh. Nơi ở quê quán vùng miền thì có vấn đề gì không? Nói chung là không xa lắm thì được. Mình quê ở Phú Yên, mình chắc là không thích người ngoài Bắc á. Tại vì sao á? Từ đâu ta? Nói chung là từ chỗ Phú Yên đổ lại phía Nam. Yêu xa thì có được không? Xa? Không, mình thích yêu xa. Không yêu xa. Ngoại hình là ưa nhìn hả? Có cần phải cao ráo hay là mập hay như thế nào? Có đặc điểm gì không? Cao 7. Còn nói chung là bạn đó có tinh thần chơi thể thao thì ngoại hình thì nếu mà chơi thể thao thì chắc cũng không mặc đâu. Rồi, ok. Mà Ngân có một cái tật xấu nào mà đặc biệt, tật xấu của bạn ấy? Chúng là hơi vô tâm, vô tư, dẫn vô tâm ấy. Lạnh lùng. Lạnh lùng. Điểm yếu nhỉ, xấu là gì nhỉ? Có một cái gọi là
tài năng tài lẻ thì không hát, không có đi hát karaoke bao giờ chị Ngân? Không, mình hát dở lắm. Chương trình là mình phải chuẩn bị ca hát một đoạn đi. Đọc thơ không? Mình Ok, được rồi. Mình sẽ liên hệ với bạn sau. Thế hôm nay mình chỉ hỏi số những gì nha.